Rồi mình cho các bạn coi heo mình đẻ nè các bạn. Lúc 3 mình canh nó từ đầu giờ, mình canh nó từ hồi hôm tới giờ tới 3 giờ khuya luôn mà nó không đẻ. Mình đi vô nhà nó ngủ, mình cũng bỏ vô nhà mình ngủ luôn. Bây giờ là 4 giờ 5, mình vô mình ngủ được 1 tiếng rưỡi. Mình nghe heo nó la 1 tiếng lẻ 5 phút, nghe nó la quá trời luôn. Gà mới ra tới nè các bạn, mình mới ra thì nó đẻ được có 3 con thôi, hai con này với một con đó thôi. Bây giờ nó mới đẻ ra 3 con nữa đó. Để bây giờ mình lau chùi xong đi, mình bỏ nó vô rồi bắt đầu là mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Quá trời con heo này luôn rồi. Đầu hôm nó làm dữ lắm luôn, bắt đầu làm cho dữ vô, bắt đầu nó vô nó ngủ khò khò, mình thức mình canh hoài luôn. Mình cũng đuối quá trời luôn, bắt đầu mình vô nhà mình nằm luôn. Đây mình quay cận cảnh là cho các bạn xem nè. Con heo thứ bảy chuẩn bị ra nha. Ra nè. Rồi con heo thứ bảy này chắc to lắm các bạn ơi. Nãy giờ mình thấy nó gặn 3-4 cái rồi, nó ra gần tới rồi mà nó không chịu ra đó. Đó nó ra kìa, kìa nó u ra kìa, nó u ra các bạn. Đó các bạn thấy không? Bạn thấy u không? Đây đây đây, nó u chỗ này nè, đầu ngón tay mình nè. Đó, con thứ bảy nha. Rồi để mình cho các bạn xem cái thành quả con heo mình nó tự đẻ nè. Đó, lúc mình chưa có ra ngoài á là nó đẻ được 3 con rồi. Rồi xong rồi mình đi ra nó đẻ thêm 3 con nữa là tổng là 6 con nha. Đây mình có quay cái video trên camera là lúc mà mình nhìn camera là mình thấy nè. Đó mình cho các bạn xem nè. Đó các bạn thấy camera chưa? Ở đây á, phía sau này có 2 con nè, ở phía bụng có 1 con nữa là 3 con. Đó tổng là 6 con rồi nha. Một tí nữa thì mình sẽ cập nhật cái tình hình thêm cho các bạn xem nha. Con rất là to luôn, thì các bạn cùng đón với mình là xem con heo này nó đẻ được bao nhiêu con. Mình đoán chắc khoảng chừng 12 con đổ lại thôi chứ không cao đâu, tại vì cái bụng nó bự hơn nhưng mà nó đẻ con to hơn các bạn. Đó, con to hơn cái đàn trước quá nhiều luôn. Nó cái đàn mới đẻ hồi đêm hôm nè, nhưng mà con nó nhỏ lắm. Đàn này con nó to nha. Rồi con heo mình nè các bạn, nãy giờ là nó đẻ được 8 con các bạn ơi. Để mình cho xem các bạn xem nè. À, 6 con này đẻ đầu tiên nè, con thứ 7 thì ngợp rồi, lúc nãy ra nó ngợp rồi. Bắt đầu con thứ 8 ra tiếp theo luôn. Con thứ 8 tính đâu là ngợp rồi, mình cứu rồi đó. Mình lau chùi xong là mình dùng miệng mình hút nữa đó, nó mới sống được đó. Nó là muốn đi luôn rồi đó. Nó khoảng 95% là nó đi rồi, nó chỉ còn hước hước. Rồi bắt đầu là mình hút cho nó thông mũi á, bắt đầu nó mới sống. Nó nằm nãy giờ khoảng chừng 10 phút rồi đó. Rồi tiếp theo là con thứ 9 nè. Mình gửi đỡ đỡ bên đây đi, tại vì mình gửi chung với 6 con bên kia nó đẻ trước á, rồi nó giật cái con nằm này nó chịu không nổi đâu các bạn. Đó cái đàn trước nè. Cái đàn trước này có con bự nữa các bạn, hai con bự nè. Đó còn mấy con tí hon nè. Nó nhỏ hơn cái con mới đẻ nhiều lắm. Rồi cái con đó mình dồn vô góc mình để trong đây luôn nè. Rồi tổng đàn của mình là được 9 con rồi, nó ngọt con rồi các bạn ơi. Còn được 8 con. Rồi mình lúc nãy mình có kiểm tra là có một con nó xuống tới cái cổ đẻ rồi. Nhưng mà mình chưa có kéo ra được, rồi mình để nó đi tí nữa cho nó đẻ ra. Mà mới có 9 con với một con trong bụng, nó là 10 con. Mà mình thấy nó xẹp rồi các bạn ơi. Khả năng con này bụng to mà đẻ ít hơn cái con bên kia các bạn. Con kia thì bụng nhỏ mà đẻ con nhỏ, số lượng nó nhiều hơn. Còn mấy con này ăn no rồi ngủ rồi nè. Đó ngủ khì khì luôn. Đó các bạn coi mấy con nái nè. Buổi tối mình vô mình nói gì mình nói, mình làm gì làm, nó ngủ khì khì, nó thức nó cũng nằm y hinh vậy đó. Mà hễ mà chờ sáng đi mà chưa cho nó ăn mà bước vô một cái là nó la làng chịu không nổi luôn các bạn. Rồi tiếp theo là con này là bữa nay là ngày 19, thì bữa nay là khuya ngày 19 là sáng, như là bữa nay là 4-5 giờ sáng ngày 19 rồi đó. Rồi tới ngày 20 mấy á, là tới con này tầm 25, 27 vậy đó là tới con này. Rồi mấy con này là ngày mấy ngày kế đó các bạn. Đó các bạn coi bụng nó nè. Ba con này nha. Rồi một tí nữa thì mình sẽ cập nhật tình hình thêm cho các bạn xem các bạn ơi. Đây nó gom về mượn đèn ấm, bây giờ nó gom về cục rồi nè, tội nghiệp không. Đợi tí xíu đi trả cái đèn ấm liền. Rồi heo mình ra con thứ 10 nè các bạn ơi. Nó ra tới rồi. Nó ra tới ngoài này luôn rồi. Cái giò nó tới ngoài này rồi, để mình tiếp mình kéo nó ra xíu nha. Nó các bạn thấy cái giò nó ra không?
Đó, nó lú từ từ ra kìa. Đó, để mình kéo nó ra tiếp. Đó, con thứ 10. Con thứ 10 này to quá các bạn ơi, quá to luôn. Đó, để bứt dây rúng ra nè, cho nó lăn lộn nè. Rồi các bạn đón coi con thứ 10 này rồi xong rồi con nó còn con nào nữa hay không nha các bạn. Cái con thứ 10 này á là mình tiếp mình kéo nó ra đó, chứ ở trong chổng á là nó còn trong bọc điều ở trong á, chứ không phải là nó gách bọc nhau đâu. Nó còn nguyên cái bọc nhau luôn, mình gờ là nó tròn vo luôn, bắt đầu là mình mò mò mình xé cái bọc rồi đầu mình kéo chân nó ra đó. Con thứ 10 này nè. Rồi hiện tại là được 10 con các bạn, nhưng mà cái bụng nó xẹp rồi thì bây giờ mình sẽ lau chùi con thứ 10 này đi, rồi bắt đầu mình tiếp theo là mình sẽ tiêm oxytocin cho nó. Mình tiêm cho nó khoảng 3 đến 4 xe oxytocin để cho nó tác dụng, để cho tử cung nó co bóp. Nếu mà còn con thì đẩy con ra, mà nếu mà không còn con thì đẩy nhau ra nha các bạn. Rồi, con thứ 10 này là con đầu đàn luôn. Rồi, mình cập nhật cái đàn heo của mình cho các bạn xem nè. Ở trong đây là mấy con đây? 3, 6, 8. Trong đây là 8 con nè các bạn. Chỉ một con chuẩn bị ngọt hồi nãy á, là 9 con, với một con đã ngọt rồi là 10 con nha. Đó, con này thì nói chung là nó cũng ổn rồi, nhưng mà mình muốn cho nó nằm ở đây một tí cho nó khỏe đi. Rồi một tí rồi mình hãy nhốt nó qua chung bên đây nha. Rồi cái con heo này là đẻ được 10 con rồi, mình mới vừa chích hơn 3 C oxytocin xíu. Rồi tính 3 C thôi. Rồi mình thấy nó ra phân su nè, là mình nghĩ là nó còn con nữa chứ không phải là không còn đâu. Thường thường là nó ra phân su là nó sẽ còn con nha. Rồi các bạn cứ chờ một tí nữa đi, xem tình hình như thế nào nha các bạn. Rồi tiếp tục ra con thứ 11 luôn các bạn ơi. Đây con thứ 11 nè, ra nè, trồi ra nè. Đó. Sau khi mình chích oxytocin được khoảng 7-8 phút nha, thì con thứ 11 nó trồi ra. Dài đòn cái gì mà ra không nổi nữa vậy. Rồi con thứ 11 nè các bạn. Để mình kéo nó ra rồi mình kéo thêm cái chùm nhau, mình thấy nhau ra kìa các bạn. Là không biết còn nữa hay không nữa. Rồi con thứ 12 ra trong một điều luôn nè các bạn. Đó, mình mở bọc cho nó thở luôn nha. Con thứ 12 rồi. Để lấy bọc nhau ra. Đó, mình chích oxytocin xong hai con nó ra luôn nè. Đó. Con 11, con 12. Rồi để lau chùi hai con này đi rồi tính tiếp nha các bạn. Đây nè các bạn, đàn heo của mình được 12 con rồi nè. Để đèn ốm nó hồng quá trời hồng rồi. Đó, 12 con ngọt con nha. Rồi bắt đầu mình quay qua đây mình phát hiện là nó ra nước ối. Có máu, máu đó là do dây rúng nó đứt rồi nó ra máu thôi. Rồi mình phát hiện là có phân su, nhưng mà bụng nó đã xẹp rồi. Đó, bụng nó xẹp rồi, nhưng mà mình đoán là nó phải còn một con nữa. Tuy rằng bụng nó xẹp nhưng mà nó ra nước ối, nó ra phân su là chắc cú là sẽ còn một con nữa. Các bạn chờ đi, coi một tí nữa coi nó có ra con nào nữa hay không, giống như mình nói hay không nha. Cái này là kinh nghiệm mình đỡ đẻ thì mình đoán thôi, chứ không phải là nói cái gì là đúng 100% cái đó các bạn. Là nhưng mà kinh nghiệm của mình thì nói như vậy. Nhưng mà bụng nó xẹp lép luôn rồi. Rồi đây nè các bạn, con heo thứ 13 vừa mới ra nha các bạn. Con heo này rất là to luôn, nó ra nó nằm tới chỗ này rồi nè, nhưng mà nó không chịu ra. Mình tính vô can thiệp rồi, mình vừa đưa tay vô là đụng cái mỏ nó luôn, rồi mình kéo nó ra luôn các bạn. Còn cái con đó là con nhỏ đó, cái con đó là con thứ 7 là ngọp rồi, con này con thứ 8 muốn ngọp. Bắt đầu là mình để riêng, bây giờ mình cho nó bú trước. Tại vì nó còn yếu lắm. Đó, con này là con thứ 13 nha, mình nghĩ là heo mình là chỉ có 13 con thôi các bạn. Mình thấy là cái bụng nó xẹp dữ lắm rồi, chắc khả năng là không còn nữa đâu. Thì bây giờ tới mình cho mấy con này đem ra cho nó bú trước đi, rồi một chút nữa có con nào nữa thì mình tính sau. Nhưng mà không mong là có đâu các bạn, tại vì nó xẹp rồi, khả năng là hết là cao lắm, 99% là hết rồi. Đó, hiện tại là heo mình 13 con, ngọt con là còn 12 con nha các bạn. Giờ mình sẽ bắt ra cho nó bú. Rồi các bạn, bây giờ hiện tại là gần 6 giờ sáng rồi, thì mình thả 12 con này ra cho nó bú. Ở bên đó là cái con mới đẻ, với mà cái con yếu là mình thả ra trước rồi. Rồi bắt đầu còn 9 con này, còn 10 con này lại. Bây giờ ở trong sọt này còn 10 con thì mình bắt ra luôn. Mỗi lần mình bắt 2 con để cho nó bú nha. Mình tính 2 con đó luôn là 4 rồi.
6 với 3 là 9 nè. Rồi ở đây còn 3 con là 12 con nha. Đây 3 con nè. Xong rồi đó, mình đã thả 12 con này ra cho nó bú nè. Đó, rồi mình đợi một tí nó đi coi là nó ra nhau hay ra con nữa nha. Và khả năng ra nhau rất là cao các bạn ơi. Đó. Quay cho các bạn xem con heo mình buổi sáng bây giờ là 8 giờ rưỡi nè các bạn. Mà lúc mình cho ăn là heo mình nó đứng dậy ăn uống bình thường các bạn. Đó, con này mới đẻ hồi đêm hôm là 13 con mà ngọt một con là còn 12 con nha. Con của nó mới bú xong nè, rồi mình cho ăn rồi nó đứng dậy nó ăn nè. Heo của mình cho ăn móc trước khi sanh á là sức đề kháng nó mạnh lắm. Ăn uống bình thường, đẻ xong cũng ăn uống bình thường nha. Đó, ngày đầu tiên. Con bên đây ngày thứ hai ăn bình thường à. Con bên đây mình đổ khoảng gần 2 kg đó. Còn con này ngày đầu tiên á là sáng mình đổ 1 kg, chiều mình đổ 1 kg. Nếu mà theo đúng tiêu chuẩn của nó thì ngày ăn 1,5 kg thôi. Qua ngày thứ hai thì ăn 2,5 kg, ngày thứ ba thì ăn 3,5 kg. Bắt đầu từ ngày thứ tư là nái đẻ là cho ăn tự do nha. Tại vì những ngày đầu các bạn cho ăn nhiều quá, con mẹ nó nằm sắp không à, mà nó tiết sữa nhiều. Mà heo con thì nó bú không hết, nó dễ gây hiện tượng viêm vú lắm. Nên những ngày đầu các bạn cho ăn theo tiêu chuẩn, ăn ít thôi, đừng nên cho ăn nhiều. Như ngày đầu bây giờ con nái này đi, nó đẻ 12 con, ví dụ như sữa nó nhiều đi, mà mình đổ cho nó 3 kg nó ăn cũng hết nữa. Nhưng mà nó ăn xong là nó nằm úp bụng xuống, là sữa nó cứ tiết ra hoài, mà heo con thì không bú được. Mà bầu sữa nó càng căng, khoảng chừng 3 ngày 4 ngày đảm bảo các bạn là nó sẽ bị viêm vú luôn. Nên những ngày đầu các bạn rút kinh nghiệm, các bạn cho ăn ít thôi, đừng nên cho ăn nhiều. Rồi các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Hẹn các bạn clip heo đẻ kế tiếp nha.